Hello anh chị, chào mừng anh chị đến với Hyundai Trường Chinh. Tôi là Bùi Tính, đại diện bán hàng của Hyundai Trường Chinh. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm bán chạy nhất phân khúc B SUV. Đây là một xe thuộc phân khúc xe gia đình gầm cao cỡ nhỏ đi đô thị. Và bên cạnh tôi đây chính là cái sản phẩm bán chạy nhất phân khúc B SUV trong nhiều tháng qua. Và đây chính là Hyundai Creta 2023 phiên bản cao cấp nhất, xe được lắp ráp tại Hyundai Ninh Bình. Bây giờ hãy cùng tôi điểm qua những điểm nổi bật của sản phẩm này. Hyundai Creta sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới Parametric Dynamics, động lực học tham số sẽ giúp cho Hyundai Creta có một cái diện mạo mới hiện đại, sang trọng và không kém phần lịch lãm. Hyundai Creta sở hữu khối động cơ thế hệ mới với cái tên mã là 1.5G Smart Stream. Với cái động cơ này chúng ta sẽ có những cái điểm rất là đặc biệt và ưu việt. Chúng ta sẽ thấy là có 4 xi lanh nhưng mà có tới 8 cái kim phun. Việc này nó sẽ giúp cho động cơ của chúng ta được phun nhiên liệu tơi hơn, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và hàng loạt những công nghệ được ứng dụng trên thế hệ mới của động cơ này. Và đây là động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cho ra sản sinh công suất cực đại là 115 mã lực và 144 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp IVT. Đây cũng là hộp số được cải tiến khắc phục những nhược điểm của hộp số CVT. Cái sự kết hợp giữa động cơ và hộp số này mang lại một trải nghiệm cực kỳ mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Bên hông xe Hyundai Creta phiên bản cao cấp được trang bị bộ la răng với kích thước là 17 inch, được phay rất là đẹp, phay hai màu, kết hợp với 4 phanh đĩa và cảm biến xúc lốp được trang bị đến từng bánh xe. Hyundai Creta sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 200 mm. Đây là khoảng sáng gầm cao nhất phân khúc B SUV, sẽ giúp cho chúng ta có thể leo lề hoặc đi những cái đường địa hình gồ ghề một cách thoải mái và dễ dàng nhất. Hyundai Creta sở hữu cái chiều dài trục cơ sở từ tâm bánh trước tới tâm bánh sau lên tới 2610 mm. Đây là một trong những cái khoảng sáng gầm lớn nhất phân khúc này, sẽ giúp cho khách hàng chúng ta có một cái khoang cabin bên trong cực kỳ rộng rãi, đồng thời cái cốp của chúng ta cũng cực kỳ rộng luôn, để chúng ta để những hành lý đi những hành trình dài cực kỳ thoải mái. Hyundai Creta sở hữu cụm đèn chiếu sáng LED, đèn ban ngày LED, đèn hậu LED với thiết kế lạ mắt đi trong đêm. Đây chính là điểm nhận diện của Hyundai Creta, không thể lẫn vào đâu được. Trong nội thất của Hyundai Creta được thiết kế với ngôn ngữ theo kiểu du thuyền, ta sẽ thấy những cái đường nối từ cửa đến vùng trung tâm và nối sang hai bên. Đây là một thiết kế giống như trên các du thuyền cao cấp. Và Hyundai Creta trang bị rất là dồi dào. Ở vị trí người lái chúng ta sẽ cảm nhận ngay cái vô lăng với thiết kế rất đẹp và rất là nịnh tay. Vô lăng được bọc da, trang bị rất nhiều cái tính năng ở trên đây, những cái phím cơ bản. Bên đây chúng ta sẽ thấy những cái tính năng cực kỳ cao cấp, ví dụ như giữ làn đường, thậm chí ta có ga tự động và chúng ta có cả tính năng là giới hạn tốc độ. Đây là tính năng duy nhất trong phân khúc này, sẽ giúp chúng ta tránh được những cái lần vượt quá tốc độ. Hyundai Creta được trang bị màn hình kỹ thuật số siêu sáng dạng kỹ thuật số. Đây là màn hình đẹp nhất phân khúc này, hiển thị đầy đủ các thông số với kích thước là 10.25 inch. Chúng ta được trang bị luôn cái màn hình giải trí với kích thước rất lớn, cảm ứng 10.25 inch, và được tích hợp sẵn một cái bản đồ tiếng Việt. Rất nhiều tiện nghi trong đây, chúng ta có thể tìm cây xăng, tìm đại lý gần nhất, có các cái kết nối về âm thanh như kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, rất nhiều tiện ích được trang bị tích hợp trên cái màn hình giải trí này. Ở dưới này chúng ta sẽ có điều hòa tự động, có các cái cổng kết nối, cần số bọc da, hai ghế phía trước có chức năng làm mát ghế. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích dành cho những khách hàng ở khu vực Sài Gòn, Hồ Chí Minh trong thời điểm này. Tích hợp luôn nút để start up và phanh tay điện tử auto hold trên tất cả phiên bản. Chìa khóa Hyundai Creta được trang bị 4 chức năng. Và đây tính là cái tính năng rất là nổi bật của Creta, tính năng đề nổ từ xa. Với cái tính năng này chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian trước khi chúng ta bước ra xe, chúng ta sẽ đề nổ đi và sẽ làm mát không khí, làm sạch không khí bên trong xe, làm tăng tuổi thọ của động cơ và giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian. Hyundai Creta được trang bị bọc da ghế trên tất cả phiên bản. Đây là phiên bản cao cấp, chúng ta sẽ thấy họa tiết ghế có hơi khác một chút xíu, được đục lỗ và có những họa tiết hình quả trám điểm xuyến cho cái ghế chúng ta đẹp hơn. Và đối với bản cao cấp, chúng ta được trang bị tới 6 túi khí, ta sẽ được trang bị túi khí bên trong này luôn. Mọi người thấy tôi ngồi trên xe như thế nào ạ? Đây là hàng ghế có thể nói là rộng rãi nhất trong phân khúc này. Chúng ta có một cái độ ngả lưng cực kỳ tốt, có tựa đầu có thể nâng hạ được theo chiều cao, khoảng để chân rất rộng rãi, khoảng đầu cũng rất rộng. Tham chiếu cho các bác một cái số liệu, đó là tôi cao 1m72 và nặng 86 kg mà ngồi vẫn rất là rộng rãi. Thì tôi là một người có cái chiều cao khá là trung bình của Việt Nam mình, thì tôi nghĩ là tất cả mọi người ngồi vào con xe này ở hàng ghế thứ hai đều cảm thấy thoải mái.
đi kèm đó là những cái tiện ích rất là hay. Đây có cửa gió điều hòa giúp cho điều hòa hàng ghế hai nó tốt hơn, nó nhanh hơn. Cổng sạc điện thoại chúng ta đi khi mà chúng ta đi xa, một cái khay để điện thoại đây luôn đó. Và để tăng cái trải nghiệm khách hàng trên những hành trình dài thì Honda Creta trang bị một cái option rất là cao cấp, đó là hệ thống loa Bose trang bị đóng, có đóng một cái logo Bose. Đây là hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa Bose đi kèm với một cái âm ly rời và có thể đọc được, giải mã được những âm thanh chất lượng cao. Với một cái hệ thống âm thanh như thế này thì khi chúng ta đi một hành trình dài 100 km, 200 km vẫn rất là thoải mái, và đây là hệ thống âm thanh cao cấp nhất trong phân khúc này. Thiết kế hiện đại, sang trọng, tiện nghi thì dồi dào, đầy đủ. Kích thước bên trong xe thì rộng rãi, nhưng đấy chưa phải là hết. Honda Creta còn được đánh giá là một chiếc xe an toàn nhất phân khúc này. Sở dĩ tôi nói là an toàn nhất phân khúc này bởi vì Honda Creta đã đạt chứng nhận 5 sao Asian NCAP. Và Honda Creta được trang bị đầy đủ tất cả những công nghệ từ an toàn bị động đến an toàn chủ động, và thậm chí được trang bị luôn tất cả những tính năng trong gói Honda Smart Sense. Đây là một gói an toàn chủ động cao cấp của Honda. Tôi sẽ liệt kê một vài tính năng trong gói Honda Smart Sense. Chúng ta sẽ có tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, hỗ trợ phòng tránh va chạm bên hông. Và ngoài ra ta còn có thêm là đèn pha thích ứng, giữ làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung. Đó là những cái tính năng trong gói Honda Smart Sense, những tính năng rất cao cấp mà không phải sản phẩm nào ở tầm giá của Creta cũng được trang bị. Còn các tính năng cơ bản như là 6 túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống chống bóp cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, cảm biến xuất lốp, camera lùi, cảm biến lùi, đó là những tính năng luôn luôn có sẵn trên Honda Creta. Và đó là tất cả những chia sẻ của tôi, những cái điểm nổi bật nhất của Honda Creta phiên bản cao cấp 2023 được lắp ráp tại Ninh Bình, Việt Nam. Nếu như quý khách hàng chúng ta cần những tư vấn sâu hơn, chi tiết hơn liên quan tới giá cả, về sản phẩm hay bất cứ thứ gì về xe Hyundai, hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số trên tiêu đề. Cảm ơn quý khách hàng.